Ok, nếu mà test thì chắc là chút cuối clip mình mới test. Chứ bây giờ mình để cho anh em xem cái xe này nó có gì trước đã. Chào anh em ha. Thì hôm nay mình có dịp mình mượn được một chiếc Raider Sunker, cái dáng 206. Một cái dáng xe mình rất là thích luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái âm thanh của cái bô AHM1 ha. Có chiếc mô tô bằng giấy hả trời? Cái gì vậy? Mấy anh em làm YouTube. Mấy anh em làm YouTube. Ok, hello anh em ha. Thì mình vừa mới mượn được chiếc Raider Sachia chứ. Chiếc này là Sachia. Sachia Sunker. Nãy giờ chạy vòng vòng trải nghiệm. Nói chung là hôm bữa thì mình cũng tính mua cái xe này, mình tính mua thêm một chiếc nữa, đó là mình chọn cái dòng Raider Sunker để mình chơi. Nhưng mà do không có thời gian đi xem xe á, chắc là chủ xe cũng bán mất tiêu rồi. Với lại mình muốn kiếm một chiếc nào mà nó cứng cứng xíu, rồi bắt đầu mình về mình tự tay mình dọn, chứ mình không muốn mua cái xe mà người ta dọn sẵn cho mình á. Mặc dù mình mua cái xe mà người ta dọn sẵn cho mình á thì mình rất là đỡ. Còn mình mua cái xe mà mình tự tay mình dọn á, chắc chắn là sẽ rất là tốn tiền luôn. Cái thằng Raider Sunker thì mình chạy cảm giác như là nó lùn hơn. Nó lùn hơn cái thằng FE nhiều lắm. Hả? Đâu anh? À, đi vòng vòng. Cái gì? Đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi vòng vòng chơi à? Em làm thử một cái không? Làm thử một cái là sao ta? Làm thử một cái, nhóng hết ga một cái hả? Ở đây không có đường. FE Sunker nè, coi xe nào ngon nè. FE với Sunker, chiếc này bao nhiêu cc? Chiếc này nhiêu 125 đúng không ta? 150. 150 luôn hả? Chiếc này nhiêu 170 hả? Chiếc này có 150 hả? À, cái chiếc này đời mới rồi. Cái chiếc này đời mới hơn. Cái chiếc này đẹp nè. Bây giờ nhóng hả? Đâu có đường đâu chạy. Ở đây đâu có đường đâu chạy. Thôi không chạy đâu. Ok, nếu mà test thì chắc là chút cuối clip mình mới test. Chứ bây giờ mình để cho anh em xem cái xe này nó có gì trước đã. Em là đang quay luôn. Làm YouTube không? Có làm YouTube không? Em làm chơi chơi thôi ạ. À, ok. Cái xe này đầy cổ. Đổi xe không? Đẹp thì đổi xe. Bây giờ anh em mình đổi xe nhưng mà cho anh sàn mấy cái đồ này về được không? Hạ dinh. Mấy đồ này đồ thay hết rồi, mất dinh hết rồi. Đó, như mấy cái này nè. Có đồ nhiều, bình thường. Nói chung là có tiền muốn làm gì làm thôi. Nội công hả? Không, nó có ngoại công à. Ngoại công của nó là bô xăng lửa, rớt cái nắp sơn lại gắn vô lại. Đó. Đúng rồi, rớt nắp sơn lại. Ok anh em ha. Chào anh em ha. Thì hôm nay mình có dịp mình mượn được một chiếc Raider Sunker, cái dáng 206. Một cái dáng xe mình rất là thích luôn. Thì cái xe này á, đúng của nó là Sachia. Cái thời điểm mà cái xe này á, nó sản xuất á, mà nó nhập qua Việt Nam mình á, gọi là chiếc Sachia F150 á, cái đầu mắt phượng á, là chiếc này. Đúng cái đời đó luôn. Đến bây giờ thì cái xe này á, mình thấy là ít anh em chơi. Đa số là anh em bây giờ chơi cái dòng Sachia với Raider FE thôi. Thì sẵn tiện ở đây có chiếc Sachia FE của em trai này ở đâu ở đây nè. Thì mình mượn, mình lại mình so sánh cho anh em coi. Nhìn vô cái thằng FE á, thì mình chạy mình cảm giác như là cái dáng nó cao hơn. Cái dáng nó cao hơn là cái thằng này. Tại vì bản thân mình thì mình đi cái thằng này rất là nhiều rồi. Đó. Nhìn nó hiện đại hơn. Cái xe này thì mình nhìn nó hiện đại hơn. Còn cái thằng này mình nhìn nó nhỏ gọn, nó cổ điển hơn. Cộng với việc chủ xe này á, xuống cái dàn áo 206 là cái đầu
cái đầu đèn 2.6 nè, cái dàn yếm 2.6 nè, cho nên là nhìn cái xe nó nhỏ dữ nữa. Dè là đi cái dè FI, dè này dè FI nha anh em. Nói chung cái xe này á, là chủ xe đã lên full dàn chân ra FI rồi, có nghĩa là mấy cái cần số gác chân, chân trống, mâm, vỏ phuộc, ti phuộc, dè trước, gấp sau, giò đạp nè, chỗ để chân nè, cần thắng nè, là cũng lên của RFI luôn, gác chân RFI luôn. Thì nói chung là xe này là full dàn chân RFI. Dàn áo là đi một cái dàn áo 206 sơn màu đen hồng, nhìn rất là đẹp luôn, đẹp không? Đằng sau là xe này đi một cái cản GV, nhìn đúng chất touring luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quay cái dàn đầu, cái dàn ghi đông cho anh em coi ha. Xe này là mình kết nhất cái dàn ghi đông của nó, cái dàn ghi đông của thằng Sang Cơ đó anh em. Anh em nhìn nó sẽ đẹp, nó sẽ đẹp hơn cái thằng FI ở chỗ là gì biết không? Cái đầu của nó là nó nằm thấp xuống, còn cái thằng RFI là nó nằm cao lên, nó nằm cao trên này luôn nè đó. Còn thằng này là nó nằm thấp xuống, nó nằm thấp xuống, cho nên là mình chạy mình cảm giác như là cái xe mình nó lùn cực kỳ luôn. Chiếc này hình như là đi ghi đông của FI luôn rồi. Nope. Đồ của su với su thì mình không có phân biệt được rõ ràng. Cùm thì xe này đi cùm Domino, full set Domino luôn. Cùm ga 2 dây Domino nè. Cùm ga 2 dây này hình như là nó có hai màu, mình thích cái màu vàng hơn. Chủ xe này đi cái màu đen. Thì cùm tăng tốc thì tất nhiên là rút ngắn hành trình ha, nó rút ngắn hành trình mình lại. Cùm công tắc Domino, cùm này giá tầm 900 mấy nè anh em. Bên đây là một cái cùm Domino luôn, nhưng mà mẫu mỏng. Cái mẫu này nó mỏng le à, không? Nhìn nó gọn cực kỳ luôn không? Nhỏ nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đó, bao tay Domino, bao tay này hơi nhão quá. Bao tay này chủ xe 2 được rồi nè, gù inox. Ok, bây giờ mình coi cái cặp tay thắng tay côn của xe này nó đi tay gì ha. Cái tay thắng này anh em nhìn vô là biết liền luôn là tay thắng tháo xe, mà không biết là tháo xe gì luôn. Mình nghĩ là cái này là nó của BMW S1000RR. Thì có nhiều anh em thích cái dòng mà RCS, Kosakota hoặc là tay dầu RCS. Cái đó thì mình thấy rất là nhiều người đi luôn, nhưng mà chủ xe này thích chơi hàng tháo xe, cho nên là gắn một cái tay dầu bình dầu rời của xe phân khối lớn, kết hợp là đi một cái bình dầu, cái bình nước, cái bình nước dầu là đi một cái bình nước dầu Rambo Real luôn. Cái này giống Real luôn nè. Cái này cũng của xe gì á, của mấy chiếc phân khối lớn anh em. Đó, bên đây là đi một cái tay côn Accosato, nó giống giống như tay côn Racing Boy á, tay côn Accosato không? Nhưng mà cái này thì mình tăng chỉnh được, tay côn này là có chống gãy luôn nè, tăng chỉnh được nè, quá lợi hại luôn, quá đẹp luôn, tay côn Accosato. Cái đầu đèn là đi đầu đèn 2.6 anh em, nhìn nè, nhìn cái đầu đèn nè, nhìn cái đầu đèn một cái là đúng nhỏ, đúng gọn luôn, đúng ngầu luôn, đúng chất Âu Khun cổ điển luôn. Ờ không, mặt kính này chủ xe dán khói rồi. Ok, để mình coi dàn ghi đông còn gì nữa không ha. Mình quần quần cái xe này coi. Anh em nhìn vô cái cục này, anh em biết cục này là cục gì không? Nope. Nhìn nó giống như là một cái bình xăng con không? Nó cóc gió nè, ốc canty nè, nhưng mà không phải. Đây là một cái trợ lực. Thì trợ lực này á, nó gọn hơn cái trợ lực ống hụt mình. Nếu mình đi trợ lực ống hụt á thì nó sẽ nằm ở cây trợ lực ngang ở đây, trợ lực cổ á, hoặc là trợ lực sườn. Nhưng mà xe này á, nó đi một cái trợ lực trung tâm, có nghĩa là nguyên một cục gắn ở đây thôi. Thì nếu mà mình muốn gắn được cái trợ lực này á, mình cần gắn một cái bát. Đây là một cái bát nè anh em, một cái miếng CNC nè, nằm lên trên cái ghi đông bắt ốc vô, rồi nó có cái bát dời ra gắn cái trợ lực này vô bằng hai con ốc này. Nhìn đẹp không? Chìa khóa xe đâu ta? Đối với cái thằng Raider Sang Cơ á, thì nó không có báo số anh em. Đó, đồng hồ của nó nè, mình chạy mình tự cảm nhận thôi, chứ nó không báo số trên đồng hồ. Xe này chủ xe nó là cấu hình là bô xăng lửa, bô xăng lửa rất nắp sơn lại, gắn vô lại. Nè, cục máy Sang Cơ nha anh em. Thì đây là cái bình xăng con nè, bình xăng Kenhin. Ok, thì dàn chân RFI, chiếc này lên dàn chân RFI rồi. Đi một cái chợ sáng hiệu gì ta, VCD 3.0. Gắn chỗ này,
đó. Thì cái điểm nổi bật nhất là cái xe này á, là cái dàn ghi đông thì mình cũng mới quay cho anh em coi á. Bây giờ coi nó đi có heo dầu gì nè. Heo là nó đi heo RFI, heo RFI nhưng mà sơn lại, gắn một cái nắp, cái nắp đẹp quá ta. Đó, đi heo RFI nha anh em, đĩa RFI nè, mâm RFI. Dây dầu xe này á, là đi một cái dây dầu heo. Dây dầu heo có nghĩa là dây dầu heo chứ không phải là dây dầu của heo, có nghĩa là dây dầu của nó tên heo. Dây dầu heo dành cho heo dầu chứ không phải là dây dầu heo. Ok, nói chung là dây dầu heo nhìn rất là đẹp luôn, màu đỏ. Bình thường anh em hay đi AHM3 nhưng mà xe này là đi một cái Xepo AHM1. Theo chủ xe nói là Xepo này bây giờ cũng hiếm lắm, nói chung là kiếm gắn nó cũng hơi bị hiếm luôn á. AHM1 âm thanh nó như thế nào để chút xíu nữa quay xong mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng máy, tiếng bô của xe này ha. Phục ESS, phục là phục ESS bình thường thôi, nhưng mà chủ xe thiết kế cho nó một cái bát CNC bắt ngay chỗ này, bắt kẹp với cây sườn ở đây, cắt một cái lỗ nhìn đẹp không, nhìn một cái là đúng gọn luôn anh em đó, nó nằm đẹp không, thấy không. Ok, heo sau là đi một cái con heo tháo xe phân khối lớn luôn. Cái này chắc là BMW S1000RR nè, sơn lại màu đồng luôn. Yên là có làm lại nha, gọt lại cái yên. Nhìn tổng thể chiếc xe nè, đẹp không. Bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái âm thanh của cái bô AHM1 ha. Như là có đi cái tiêu rồi, bô này là mình có đi cái tiêu rồi anh em. Tiêu này là tiêu 26, 25 gì á. Cấu hình này bô xăng lửa nhẹ nhàng thôi. Êm không? Máy nè. Quá hay luôn, âm thanh nghe rất là chua chát luôn. Oh my god, who the hell cares? Anh em nào mê sân cơ chứ mình đó là mình rất là mê dòng xe này. Trước đây khi mà RFI nó chưa ra là mình rất là phái dòng xe này luôn. Nói chung là tính gom tiền để mua luôn á, nhưng mà tự nhiên ông FI ông ra cái ông làm cho mình kiểu như là mình đổi hướng, mình rẽ qua một cái hướng mới. Quá phê luôn, quá phê luôn. Hello. Ủa sao mình bọc cái giấy cái xe mình lên chi vậy? Chơi thôi. Mình đang làm cái vlog gì đó hả? Chơi Noel. À. Mấy anh có quay vlog hả? Có. Anh mới đi review cái xe chiến mã này về nè. À.
À, cái này là mình đang làm thành ông già Noel, nó tối nay đi phát quà hả? Dạ. Ý tưởng thôi, bây giờ làm. Cái này sao mình không mua chai sơn cao su mình sơn cho lẹ ta? Hả? Sơn gì? Sơn cao su á. Nó dính vàng áo không? Mình sơn xong muốn mình lột ra à. Mình kỳ chân lần rồi biết, có điều hơi cực thôi. Nó bị bay vàng áo không? Không. Sơn cao su á. Ok, thôi anh em chơi vui vẻ ha. Hồi nãy giờ thấy đứng lâu lắm mà mình dán chưa xong nữa nè. Sáng giờ. Sáng giờ luôn á hả? Chưa chứ. Anh em mình có làm YouTube gì không? Em mới làm mà. À. Ok. Xe này chỉ cần cái hộp quạt nữa là cháy luôn á, cháy lẹ luôn á. Quá đẹp luôn. Đó, đi về. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình thôi. Nhớ subscribe, like và share nó thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được bây giờ thì. Bye bye anh em.